tá Võ Văn Dương, người dân đã đặt quá nhiều niềm tin vào chính quyền trong vụ thần y Võ Hoàng Yên. Chào quý khán giả thân yêu của kênh tin tức 24 giờ HD. Thưa quý vị, vừa qua Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi trao đổi với báo chí nói về tài chữa bệnh của Tây Lang Băm Võ Hoàng Yên vì lãnh đạo này cho biết con điếc bẩm sinh là cực kỳ khó bại, não bại liệt, chữa cực khó làm gì có chuyện ông ấy ra chữa một buổi cả ngàn người hết sức vô lý mới dùng cái từ thần y như vậy mặc nhiên mình tin vào một sức mạnh huyền bí siêu nhiên nào đó mà thoát ly khỏi khoa học mà ngành y ngành chức năng phải tin vào khoa học chứ không phải là điều huyền bí quản lý chính quyền địa phương là những đảng viên phải trên cơ sở duy vật biện chứng để nói chuyện chứ không phải là đặt niềm tin vào tâm linh tức gọi ông ta là thần y và quá tin vào biện pháp chữa bệnh y học là hơi dở chữa một ca bệnh bại não bại liệt đi suốt cuộc đời của một con người có sự hỗ trợ của gia đình chứ bề mặt y học can thiệp ở một trường mực nào đó thôi còn ông này với hai ngày khám chữa bệnh làm cho cả ngàn người thì mình phải kiểm tra tính hiệu quả có thực hay không đây là vấn đề niềm tin của nhân dân đặt quá nhiều niềm tin vào chính quyền và ngành chức năng tổ chức ở đây mà ra ông này về và hiệu quả thì không mong muốn Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bình Sơn đi kiểm tra ngẫu nhiên 17 trường hợp được ông Võ Hoàng Yên khám chữa trị và tất cả các trường hợp này đều không có tiến triển về bệnh tình. Qua điều tra xác minh, chúng tôi thấy phương pháp chữa bệnh của ông Yên cùng cộng sự có nhiều vấn đề phản khoa học và có dấu hiệu lừa dối. Ông Vương nói, trên tờ báo Người Lao Động cũng có đoạn viết Báo Lao động vừa có loạt bài phản ánh về tình trạng lang băm đang xuất hiện khắp nơi, lừa đảo người thiếu hiểu biết, đe dọa sức khỏe của người dân. Trong đám lang băm này, nếu không ngăn chặn từ đầu, sẽ xuất hiện những võ hoàng yên lừa đảo khác. Trước mắt, cách ngăn chặn nạn lang băm hiệu quả nhất là làm rõ hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên và xử lý theo pháp luật nếu không xử lý hình sự cơ quan có thẩm quyền phải công bố rõ về thần y võ hoàng yên để người dân được biết cấm hành nghề chữa bệnh một kẻ lừa đảo như võ hoàng yên mà không xử lý thì không thể ngăn chặn nạn lang băm cơ quan cảnh sát điều tra quảng ngãi và báo chí chính thống cũng công khai gọi võ hoàng yên là lang băm một kẻ lừa đảo vậy tại sao đến bây giờ ông ta vẫn thoát án kia chứ hỏi sau, nguồn cơn của sự tức giận, gào thét của bà Phương Hằng không lên đến đỉnh điểm để dẫn đến kết sự như ngày hôm nay, quả thực rất đáng suy ngẫm. Luật sư Nguyễn Anh Thơm tuyên bố không thể tịch thu tài sản cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng. Mến chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ HD. Thưa quý khán giả, liên quan đến sự việc của bà Phương Hằng, chúng ta thấy có rất nhiều ý kiến đã được nêu ra những người yêu thương đã trực trào nước mắt khi hay tin và đang rất mong ngóng tin tức từ nữ ceo còn theo hết những người tri thức am hiểu pháp luật và phân tích công tâm đều thốt lên thật quá đáng tiếc còn những ai đã không ưa gì bà phương hằng hay những nhóm lợi ích bị bà vạch trần thì đương nhiên là rất hả hê thậm chí là mở tiệc ăn mừng lố lăng ở phía những người nhóm lợi ích trong drama này chúng ta đều biết không thể nào không nhắc đến một số tờ báo nhân sự kiện chấn động này báo chí cũng bội thu khi lên bài gì bà phương hằng hàng loạt thậm chí nhiều tờ báo cần nâng cao quan điểm tịch thu số kim cương bà phương hằng đã sử dụng trong live stream và mới đây nhất luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng đại diện luật sư nguyễn anh đoàn luật sư hà nội đã thẳng thừng tuyên bố không thể tịch thu tài sản cá nhân cụ thể bài viết trên trang cá nhân của ông như sau không thể tịch thu tài sản cá nhân điều bộ luật tố tụng hình sự quy định Vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết phạm tội, vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc là vật có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc là có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi của nhà nước quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo buộc, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp, nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Như vậy, hành vi chủ yếu của bà Hằng là lợi dụng các quyền tự do ngôn luận vừa qua, giới hạn quy định của pháp luật, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, tổ chức và công dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nên phải xử lý hành vi phạm tội của bà Phương Hằng. Vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, như vậy rõ ràng các cơ quan công an đã thông báo khởi tố bà Phương Hằng với tội 331 chứ không phải là tội cướp của ăn chặn đâu mà tịch thu số kim cương như báo chí đã nâng cao quan điểm, phải chăng đã dìm là dìm đến chết mới thôi hay là lợi dụng ngòi bút để trả thù cá nhân, thậm chí người được báo chí viết là luật sư Đặng Văn Cường gì đó luôn phân tích sự việc một cách cảm tính, mang đậm tư thủ cá nhân. Còn nhớ trước đó, ông Cường cũng phân tích bà Phương Hằng có thể bị mức án cao nhất là 7 năm tù. Trong khi đó, luật sư Lê Trung Phát, giám đốc hãng luật Lê Trung Phát, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, đánh giá khả năng cao CEO Đại Nam phải đối mặt với khung hình phạt chỉ là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 5 năm, hoặc cùng lắm là phạt tù từ 6 tháng đến 1 năm bởi vì rất khó để có thể khởi tố bà Phương Hằng với khoảng phạt tù từ 2 đến 7 năm như luật sư Cường đã nâng cao quan điểm. Ông Cường còn phân tích, ngoài ra trong quá trình điều tra nếu phát hiện ra có những hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu trốn thuế, trời ạ, à, nếu mà vi phạm những điều như ông Cường nói, có lẽ báo chí đã lên bài ầm ầm, cơ quan chức năng cũng thông báo luôn rồi, chứ ở đó mà để cho bà Phương Hằng có mỗi tội mà báo chí đã bới móc, nâng cao quan điểm thế kia thêm tội chất báo chí nâng lên thành và phân hàng phạm tội nghiêm trọng phải tử hình luôn quá cái mà chúng tôi thắc mắc ở đây chính là luật sư là người nhân danh công lý để bảo vệ lẽ phải nhưng hết lần này đến lần khác lợi dụng sự am hiểu pháp luật của mình để nâng cao quan điểm tư thủ cá nhân và cố tình hạ bệ bà phương hằng là sao nhỉ phải chăng họ cùng là thành viên trong một số nhóm lợi ích nào đó chăng đúng là có nhiều cá nhân đã lợi dụng việc am hiểu pháp luật nhưng chỉ toàn để lách luật và trước bài chia sẻ thẳng thắn của luật sư thơm là không thể tịch thu tài sản của cá nhân bà phương hằng nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại quan điểm vậy tại sao lại tịch thu tài sản cá nhân khi mà tài sản đó không liên quan gì đến việc làm sai của bà phương hằng luật nào cho phép nếu tài sản do tham ô hối lộ hoặc là do buôn gian bán lận hoặc là cậy quyền thế để lấy của người khác thì mới tịch thu chứ nhỉ còn nếu tài sản do chính mồ hôi công sức của họ bỏ ra mà có được thì không đáng bị tịch thu còn cái gì sai bà phương hằng phải nhận tội cái gì đúng thì phải cho lại đúng chứ bọn nhà báo hai mặt không tin được cảm ơn luật sư ạ tôi đọc cái tin thu giữ tài sản cá nhân của bà phương hằng mà cũng thấy buồn cười mấy đứa ngực bự livestream có bị tịch thu ngực không nhỉ? Thương cho một người phụ nữ có tâm tốt nhưng hơi dại, miệng bị cả một đám đông manh động và hung hãn. Khẩu nghiệp luật sư Cường bị ngáo à. Bà Hằng bị khởi tố theo điều 331, kim cương của bà ấy thì liên quan gì đến nhiệm vụ này? Theo dõi hết, livestream cũng không có cơ sở nào chứng minh kim cương liên quan đến vụ án lần này. Ngành nghề nào cũng vậy, người giỏi cũng nhiều mà người ngu thì cũng lắm như thế hỏi sao bà Phương Hằng không bức xúc. Bà Hằng đơn giản không thể dừng vì đạn cứ bắn liên tục, kể cả lúc bà đi rồi vẫn không cho bà yên. Vụ ký tết Việt Á và sự liên quan của Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ Kính thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố một số vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á những vi phạm trên được đánh giá gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại đến tiền và tài sản của nhà nước gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật đề tài sử dụng kinh phí nhà nước chuyển giao cho tư nhân về phía bộ khoa học và công nghệ ban cán sự đảng lãnh đạo bộ này đã thiếu trách nhiệm buông lỏng thiếu kiểm tra để một số cán bộ vi phạm quy định của đảng pháp luật nhà nước trong việc phê duyệt giao tổ chức thực hiện ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Học viện Quân y. Cùng với đó là các vi phạm trong công tác truyền thông, xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Việt Á trong những cá nhân phải chịu trách nhiệm, người từng giữ cương vị cao nhất tại Bộ Khoa học và Công nghệ là ông Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng, hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngoài ra còn có ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng. Theo tìm hiểu, đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y chủ trì có sự tham gia của bốn thành viên của công ty Việt Á, trong đó có Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc, đã bị khởi tố và bắt giam. Đề tài này là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ tháng 2 năm 2020 với tổng kinh phí chi ngân sách gần 19 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2020, Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả giai đoạn 1 đề tài thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, họp và đề nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho hai bộ sinh phẩm Light Power VN SARS-CoV-2 RT-PCR kit và Light Power VI SARS-CoV-2 RT-RPCR kit. Đáng chú ý, website của Bộ Khoa học và Công nghệ từng đăng tải thông tin về việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận bộ kit test do công ty Việt Á sản xuất. Tuy nhiên, sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án, thông tin này đã bị gỡ bỏ vì có sai sót. Một câu hỏi lớn được đặt ra, đề tài nghiên cứu kit test được sử dụng kinh phí từ ngân sách quốc gia, nhưng đến khi có kết quả thì lại chuyển giao cho công ty Việt Á để doanh nghiệp thu lời hàng ngàn tỷ đồng. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gì trong chuyện này hay không? Trả lời báo chí về vấn đề trên, đại diện cục C03 Bộ Công an không khẳng định trực tiếp nhưng cho biết cơ quan công an sẽ điều tra triệt để mọi góc cạnh liên quan đến vụ án, không có vùng cấm hay ngoại lệ. Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ, các ngành y tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sai phạm trong việc cấp phép hiệp thương giá về phía Bộ Y tế, ban cán sự đảng lãnh đạo đơn vị này thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để một số cán bộ vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra giám sát, cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á. Trong số những cá nhân phải chịu trách nhiệm, người giữ cương vị cao nhất tại Bộ Y tế là ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng, ngoài ra còn có ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng. Tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế thông tin về Bộ Sản phẩm Kit Test Việt Á, khẳng định các sản phẩm cấp phép đều đã được đánh giá đạt yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam, đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Đáng chú ý, bộ này từng có công văn giới thiệu sản phẩm kit xét nghiệm của công ty Việt Á cùng một số sản phẩm khác đến các sở y tế và các bệnh viện chủ động liên hệ mua sắm phục vụ để phòng chống dịch. Trong danh sách kèm theo công văn, bộ kit tết Việt Á có giá bán công bố là 470.000 đồng một tết, mức giá được Bộ Công an xác định là bị nâng khống. Nhiều địa phương đã mua số lượng lớn với mức giá trên Đề cập về vấn đề giá, Bộ Y tế cho hay trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá. Giá sẽ được xác định thông qua đấu thầu và khác nhau theo từng thời điểm và số lượng mua sắm, khả năng cung ứng. Mức giá 470.000 đồng một test được công ty Việt Á niêm yết công khai để các địa phương, cơ sở y tế nắm bắt, tham khảo, chứ không phải là giá bắt buộc áp dụng. Do đó các địa phương đơn vị thực hiện mua sắm, đấu thầu theo quy định và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra có dấu hiệu sai phạm trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời và cấp phép đăng ký lưu hành chính thức cũng như việc hiệp thương giá sản phẩm kit xét nghiệm với công ty Việt Á xảy ra tại Bộ Y tế. Đến nay, công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ Thiết bị và Công trình Y tế và ông Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.